Em nói cái này ăn được á hả Tim? Hả? Ai nói cái đó ăn được. Vậy luôn hả? Dạ mama thử. Thôi mama không có ăn. Ngon không Tim? Cái đó ngon không? Dạ. Cái đó hoa đó kêu hoa gì? Không biết. Em không biết hả? Dạ. Mama, cái đó cay. Cay hả? Sợ cái đó cay. Trời ơi, nhìn cái mặt của ảnh đi trời nắng hay gì nè, nó đỏ mà nó giống như cái da em bị nữa. Em có nửa hổm nha. Cái mặt á bị bây giờ là đang đón Tim ở trường mẫu giáo của ảnh mà coi cái mặt của ảnh nắng quá, ông chảy mồ hôi rồi, không bắt đầu là bây giờ là thời tiết nó nóng rồi. Ảnh đang ăn. Ngon không? Cái đó ngon không mà thích dữ. À hoa đó kêu là hoa gì mà em nói em ăn được ta? Cái đó mama không biết luôn á. Bây giờ mình đi đón chị nha. Có bạn nào ăn giống em không Tim? Dạ Liêu. Liêu cũng ăn luôn á hả? Dạ. Hôm nay em có uống nước không? Dạ. Uống nước nhiều không? Hôm nay em uống cà cao. Hôm nay em uống cà cao hả? Dạ. Ai làm cà cao cho em uống? Tim nhìn nhìn trên khúc kia cái cây gì hình như nó bay hay gì hay sao á. Đó nhìn qua bên đó thử hình như là ma thấy hình như hình ảnh có con chim nó bay hay sao. Tóc ảnh ướt quá trời ướt luôn rồi. Nóng. Hôm nay em uống nước nhiều không? Uống cacao rồi uống gì nữa? Có cái gì nữa? Với cacao đi mà. Nước. Cacao với nước hả? Mama. Dạ. Cái tay dơ đúng rồi. Về nhà ma rửa cái tay. Đi đón ảnh mà thời tiết này có là trời ơi, nhìn cái mặt của ảnh. Mặt quần đùi nữa ha, đó. Đó. Lát nữa là đi đón Lena nữa nè. Tìm người đó đi. Đừng có đẩy. Anh nói là hôm nay anh muốn ngồi xe để cho phát đẩy. Người đó đẩy ra sao vậy? Sao mama quay thế này? Đó được rồi. Rồi ăn cho ma. Đổi cái đó lên cho cô chú nhìn coi. Cái này là Oma Opa làm đúng không? Đội lên đầu cái đó cho ma nhìn thử. Ngày đi học rồi cũng đòi đội cái này như pirate gì nè. Cái hoa đó là hoa gì mà anh nói ăn được à? Hết chưa? Rồi bây giờ mình đi được chưa? Cay. Cay á hả? Cười cái coi. Mama còn nước. Mama đâu có đem nước em trai. Về nè mama mới cho em uống được. Mama đi đón em là đi về liền mà đâu có đem nước. Rồi Tim giơ tay chào ấy. Cười cái coi. Tạm biệt cô chú với Tim nè. Tạm biệt cô chú. Ngon ha, cái đó ngon ha. Mà bây giờ mình tắt rồi mình đi đón chị nha. Dạ. Cười một cái coi. Hôn mấy gió đi Tim. Rồi được.